chúng tôi lao gian lao, gia đình vẫn bên nhau. Và gia đình là số một, và gia đình là số một, và gia đình là số một. Mắt trai chín chín lời lướt bào. À, chị ngồi cố gắng giao tiếp với bạn em nha. Tại vì bạn em á chỉ nói được tiếng Thái thôi à. Mình phải cố gắng học lên đó chị. Em là một người như thế nào anh? Thế nào là sao em? Em là một người đã muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Chờ tôi đi. Đón xem tập 82 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 8 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7.